Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em tiếp tục bán xả nhanh một cái bộ dàn của Onkyo các bác nhá. Đây là bộ dàn Onkyo X9A. Đấy. Noa phiên bản 062A các bác nhá. Những cái phiên bản nó 062A, nó X9A, cục X9A noa phiên bản nó bookshelf 062A này thường thì trước là nhà em bán khoảng 2,9 triệu một bộ, hàng đẹp như thế này. Đấy, thì bộ này thì nó cũng là hàng đẹp. Đấy. Đấy nhá. Mặt mũi này. Nhưng mà ở đây nó thiếu mất một cái nút này. Đây, nó có một cái nút vặn ở đây nhưng mà nó bị mất mất rồi. Nhà nó mất cái nút vặn rồi. Đấy, nó là cái nút bằng nhựa nên là có trong quá trình gọi là từ bên kia nó vận chuyển về thì có thể là nó trong nó bị va, nó quyệt, nó gãy mất, nên là nó tụt mất cái nút đi rồi nhá. Nên là em bán xả luôn con này là 2,2 triệu cả bộ này nhé. Thì bác nào mua Android cho em nhé. Cái bộ này mình có thể là kết nối điện thoại máy tính và kết nối đường quang TV để nghe nhạc nhé. Còn cái CD đấy. Cái CD thì là em xin phép là không test nữa nhé. Và MD cũng vậy nhé. Bởi vì là đây là cái nút này này, nút tròn tròn này là để nách bài cho CD và MD. Mà nó mất cái nút này rồi thì để nách bài thì lại phải lấy cái tua vít chọc ở đây để ngoáy cơ nhé. Thì cái đấy thì nó thế thì thôi, coi như em bán là không CD luôn nhé. Thì khỏi thử CD luôn. Em bán chủ yếu là bao chạy công suất để về cắm điện thoại và cắm máy tính và cắm đường quang TV để nghe nhạc. Đấy. Thì bây giờ em sẽ thử cho các bác cái chức năng cắm điện thoại trước này, đường line in này. Sau đó em sẽ thử cái đường quang cho các bác nhé. Đấy. Để chuyển các cái đường vào, các bác input ở đây và chuyển nó sang cái đường vào từng người được nhé. Đấy, đường line này. Đấy. Bộ này dùng để nghe nhạc bolero, nhạc vàng, guitar không đời cực kỳ hay luôn. Bát và mềm sâu, trung sáng và chép mịn nhé. Trong quá trình nghe nhạc thì em mời các bác xem một lần nữa cái màn hình của cái bộ dàn nhé. Gọi số 0988113782 để gặp chị Hiền, đang bảo chị là đây nhá. Đấy. Vừa bóc được con loa rất là mới nha. Đỉnh cao luôn. Thôi tập trung quay đi ông ơi. Đấy, như hàng mới luôn. Đấy. Cái kia rồi, nó ở đó kia. Mấy ông hàng Nhật bãi ông ấy đóng thớt HD50 xe tăng. Đấy, cùng với cả con loa Onkyo này, tức là em lấy một cái nô hàng. Thì các ông cứ vớ một đôi loa, một cái bộ thớt này là các ông đóng vào với nhau thành một bộ. Đấy. Còn loa em đang thắc mắc tại sao tự nhiên là có cái loa này ở đây. À thì hóa ra là nó ở đây. Đấy, cái thớt nó nằm đấy, nó nằm cùng với cái con loa này. Con này thì sẽ lên cho sóng cái bát sau nhá. Con này đẹp cực kỳ luôn. Và con này hiếm đấy. Mỗi lần về là khách nhà em tranh nhau mua cái con này luôn. Con N80E4. Mới quạ con luôn. Đấy nha, đây đường điện thoại chạy ok này. À, bây giờ là tập trung vào cái bộ dàn này đã nhá. Tập trung bộ dàn ạ.
cắm lưng quang in này. Đây, và sẽ thử test lưng quang nhá. Ây da. Đây, đường quang này. Ok, đường quang chạy nhá. Các bạn nghe tiếng bát của anh ấm ấm và sâu không? Ok. Đấy, China nha, đấy. Thì thôi được rồi, thì em test thử thêm cái CD có đọc không nhá. Đấy, cái phần đĩa này của nó thì nó đang mất trên phím này. Nó vẫn đọc đĩa nhá. Đấy, next bài thì nó sẽ là cái nút này cơ. Mất cái nút này. Đấy, còn nếu như cho tu viết vào vẫn xoáy được lên bài này các bác nhá. Đấy, vặn về vặn lên này. Đấy, ok không ạ? Đấy nhá, đấy. Đĩa này thì nói chung là nó vẫn đọc nhá. Để thử thêm các bác tí xíu. Còn đâu là em thì là em không bao chạy cái chức năng này đâu nhá. Đấy, nó mất cái này rồi thì thôi đi. Đây, MD cho vào phát nó này, thấy nó nhẹ ra luôn này. Chắc vừa đấy nó đút xịt. Đút từng là đút kiểu đút chưa tới tầm của nó, hay là nó sẽ bị ấy. Đây, MD vẫn đọc này. Ok nhá. Thì đây là bộ X9A. Ui con này chạy full chức năng luôn. Mỗi tội là mất cái này. Hơi phí tí. Thì những cái bộ full chức năng này thì em đã nói rồi đấy. Nó khoảng 2,9-3 triệu một cái bộ này. Dòng cùng với cả nó búp xeo để nghe tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy nhưng mà thôi. Bán 2,2 triệu cả bộ đấy thôi. Các bạn mua đao đồ cho em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979 1682 hoặc là 0966 594 581 các bác nhé. Và xin chào các bác.